Thưa quý vị, thời gian gần đây với việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung đa phần các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, thị trường bất động sản thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang có dấu hiệu tăng sức hút mạnh mẽ. Bộ mặt đô thị của Đồng Xoài không chỉ thay đổi nhanh chóng, mà nơi đây còn thu hút ngày càng nhiều dự án bất động sản với quy mô hiện đại. Với chủ đề kiến tạo chuẩn sống sang, mới đây dự án Mega Royal City cũng vừa ra mắt và đã có được tỷ lệ hấp thụ đầy ấn tượng. Cùng một phân khúc và cùng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhưng Mega Royal City ngay tâm điểm Bình Phước lại thấp hơn nửa giá so với các tỉnh lân cận. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của dự án Mega Royal City. Mega Royal City cũng là khu đô thị xanh hiếm hoi tại Bình Phước có diện tích 17 hectare, được quy hoạch theo mô hình tổ hợp nhà phố thương mại dịch vụ một trệt hai lầu, ôm lấy mặt tiền đường quốc lộ 14, ngay trái tim thành phố Đồng Xoài. Từ Mega Royal City có thể dễ dàng di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh thông qua hệ thống giao thông xuyên suốt như quốc lộ 14, quốc lộ 13, DT741, DT752, DT753, DT754, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành. Ngoài ra, dự án còn nằm liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài 1 và chỉ mất từ 5 tới 10 phút để kết nối đến khu công nghiệp Đồng Xoài 2-3. Trung tâm hành chính tỉnh, bệnh viện đa khoa, chợ Tân Thành, trường học các cấp. Mega Royal City được quy hoạch đồng bộ chia làm 5 phân khu Diamond, Ruby, Sapphire, Emerald và Topaz, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập đá quý mang biểu tượng phồn vinh, hưng thịnh, đại diện cho 5 thành tố cấu thành nền chất sống của những thượng khách. Ngoài ra, dự án còn được kỳ vọng trở thành thiên đường sống đa trải nghiệm giữa lòng thiên nhiên trong lành, hệ tiện ích all-in-one. Hiện Mega Royal City được xem là dự án hiếm hoi của Bình Phước có pháp lý minh bạch, hoàn chỉnh, đã được cấp phép quy hoạch 1/500 và sổ hồng riêng từng căn. Hạ tầng đầu tư đồng bộ, chất lượng hàng đầu, đặc biệt đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất tại Đồng Xoài, được bàn giao xây sẵn 100% tới tay khách hàng, nhà đầu tư. Với nhiều lợi thế tiềm năng, Mega Royal City chính thức ra mắt đã thổi bùng sức nóng cho thị trường bất động sản Đồng Xoài, mang đến cơ hội tốt cho người mua nhà để ở cũng như những nhà đầu tư tìm kiếm một điểm đến lợi suất cao cho dòng vốn.